kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện giảng giải chủ giảng lão pháp sư tịnh không giảng tại tịnh tông học hội singapore thời gian tháng 5 năm năm một tập 99 Xin mời mở bản kinh ra Phần Khoa Chú Quyển Hạ Trang 89 Trang 89 Mời xem Kinh Văn Hàng Thứ Hai Chúc lụy nhân thiên phẩm đệ thập tam đây là phẩm cuối cùng của bản kinh cũng là lời di chúc cuối cùng của đức thế tôn lời lẽ vô cùng khẩn thiết chúng ta đọc tụng phải hiểu cho thật kỹ cả Mời xem Kinh Văn Nhĩ thời Thế Tôn Cử Kim Sắc Tý Hữu Ma Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Đảnh Nhĩ thời Chính là Sau khi Nói xong phần Thấy nghe được lợi ích rồi thì sau cùng đức thế tôn muốn giao phó sứ mệnh độ hóa chúng sanh này cho bồ tát địa tạng cho nên chỗ này là cử tí ma đảnh Một mặt Biểu thị Sự an ủi Mặt khác là đại biểu cho sứ mệnh trọng đại Phải giao phó cho Bồ Tát Dưới đây Phật nói Đây là ở trang 90 của Kinh Văn Nhi tác thị ngôn Địa tạng, địa tạng Đức Thế Tôn gọi liên tục Tên của Bồ Tát Địa Tạng đến hai lần Đây là biểu thị Tình thương sâu đậm Giao phó trách nhiệm nặng nề Ở chỗ này chúng ta có thể nhìn thấy Tâm từ bi khẩn thiết Và lời nói thành khẩn của Thế Tôn Nhữ chi thần lực bất khả tư nghị câu này là tán thán thân của bồ tát địa tạng ngài có thể hóa vô lượng vô biên thân rộng độ tất cả chúng sanh khổ nạn trong hư không pháp giới đây là do thân lực biến hiện không thể nghĩ bà nhớ chi từ bi bất khả tư nghị đây là khen ngợi nghị lực của ngài tâm từ bi của ngài vĩnh viễn không thói chuyển đây là điều vô cùng hiếm có Chúng ta thử xem Người phàm phu trong lục đạo Tuy có lòng từ bi Nhưng nếu như gặp phải nghịch duyên Cũng có người ở trong cảnh thuận Họ bị thoái chuyển Không thể sánh bằng Bồ Tát Địa Tạng Tâm nguyện ban vui cứu khổ của ngài vĩnh viễn không suy thoái, nhớ chi trí huệ bất khả tư nghị, trí huệ sâu rộng. biện tài vô ngại bồ tát hiện thân cũng không có khác gì so với bồ tát quan âm tùy loại hiện thân tùy cơ thuyết pháp chúng ta biết bồ tát quan âm không có thân tướng nhất định Chúng ta xem thấy Ở trong sách hội hòa của người xưa Vẽ quan thế âm Bồ Tát biến tướng đồ Có đến hơn 500 loại thân tướng khác nhau Chứng tỏ 32 ứng thân Đó là 32 loại lớn Trong mỗi loại Lại hiện vô lượng vô biên thân tướng bồ tát địa tạng cũng vậy cũng vì chúng ta thị hiện đủ dạng phàm phu chúng ta có gặp mà không nhận ra đây là trí huệ sâu rộng biện tài vô ngại không thể nghĩ bạc dưới đây là nói biện tài nhớ chi biện tài bất khả tư nghị biện tài là nói việc khẩu nghiệp bạn thấy thân ngữ ý và trí huệ đều là không thể nghĩ bạn đây là chính thế tôn đã tán thán bồ tát địa tạng ở trong pháp hội không chỉ như vậy sau đó lại nói Chánh sử thập phương chư Phật Tán thán Tuyên thuyết nhữ chi bất tư nghị sự Thiên vạn kiếp trung Bất năng đắc tận Tán thán như vậy Là đến cực điểm rồi Không chỉ một mình thích ca bô ni Phật Tán thán Ngài Là không thể nghĩ bà Mà tất cả chư Phật như Lai Ở mười phương đều đồng thanh tán thán trí huệ đức năng thân ngữ ý từ bi giáo hóa của ngài thiên vạn kiếp trung đây là nói thời gian dài thập phương chư phật là nói số người nhiều tán thán ông trong thời gian dài như vậy cũng không thể tán thán hết Đoạn kinh văn này chúng ta nhất định không được lơ là Và thực tế biểu hiện đó là Tánh đức trong tự tánh của chúng ta Một phần hiếu kính trong tánh đức Đức hạnh này là không thể nghĩ bà Dù chư Phật như lai tán tháng cũng không thể tán thán hết được bồ tát khai mở tánh đức hiển lộ rồi mỗi một người chúng ta cũng có đức năng giống như bồ tát vậy thế nhưng rất đáng tiếc đức năng này chưa có khai mở hiển lộ ra được làm sao để khai mở hiển lộ đây dựa theo phương pháp trong bộ kinh điển này đã dạy và tu học là có thể khai mở tánh đức cho nên danh hiệu của bồ tát chủ đề của kinh điển đều có hai chữ địa tạng địa đại biểu cho tâm địa Tạng là thí dụ cho kho báo Tâm địa Của chúng ta Chân tâm lý địa Trí huệ thần lực Từ bi biện tài Đều không thể nghĩ bài Vô lượng đức năng ở đây Chỉ nêu ra bốn năng lực Trên thực tế cái nào cũng không thể nghĩ bạc đó chính là một số nhà tôn giáo hiện đại tán thán thượng đế tán thán thần trong lời tán thán ca tụng gọi là toàn tri toàn năng không có gì không biết không có gì là không thể năng lực này nói thật ra là tánh đức trong tự tánh của chúng ta ngày nay chúng ta hiểu rõ rồi biết được mình có cái năng lực này thì cần phải giác ngộ cần phải cố gắng nỗ lực khôi phục lại trí huệ đức năng của chính mình không những độ chính mình mà còn có thể độ tất cả chúng sanh từ đó cho thấy ở đây thế tu giao phó ủy thác cho bồ tát địa tạng chúng ta thử nghĩ xem nó có quan hệ với chúng ta hay không nếu như bạn hiểu rõ nhận ra được ý nghĩa này sẽ thấy có quan hệ rất lớn với chúng ta chúng ta nương nhờ cái duyên của bồ tát địa tạng bồ tát địa tạng ở đâu những gì trong bộ kinh này nói chính là bồ tát địa tạng chúng ta có thể tin có thể hiểu có thể hành thì chính là phân thân của bồ tát địa tạng rồi không những chăm chỉ nỗ lực nâng cao cảnh giới của chính mình đó chính là một trong vô tận phân thân của bồ tát địa tạng như vậy mới là thật sự tu học pháp môn này xin xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây địa tạng địa tạng chúng ta xem thấy trên kinh văn ghi chép chứng tỏ cho thấy thế tôn đã hết lòng hết dạ từ bi đến cực điểm ký ngô kim nhật đau lợi chư thiên trung ư ừ bách thiên vạn ức bất khả thuyết bất khả thuyết nhất thiết chư phật bồ tát thiên long bát bộ đại hội chi trung Đoạn văn này Ký ngô là lời Thế Tôn tự xưng Ông phải nhớ kỹ Hôm nay ta ở Đao lợi chư thiên trung Trời đau lợi Tại vì sao lại thêm vào chữ chư thiên trung vậy? Ý nghĩa này Rất rộng Pháp hội này mọi người nên biết nó không có gì khác biệt so với pháp hội hoa nghiêm pháp hội hoa nghiêm là ở tại vô đề tràng nơi này dung thông giới hư không pháp giới cho nên thành phần tham gia pháp hội này là hết thảy các loài chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới không sót một loài nào cả hải hội hoa nghiêm pháp hội này cũng không ngoại lệ tuy là nơi giảng kinh là ở trời đau lợi là cung trời đế thích Đại chúng tham dự Pháp hội Cũng là tận hư không khắp Pháp giới Trên đến chư Phật như Lai Dưới đến trời và người Còn bao gồm Có cả Quỷ thần ở trong đó Bạn thấy Pháp hội này Thù thắng biết bao, lớn biết bao cho nên xưng là chư thiên Thiên thần cõi trời dục giới Trời sắc giới Đều có tham gia pháp hội này Cho nên bốn cái chữ này Chữ đau lợi là nói Địa điểm mở ra pháp hội Chữ chư thiên là nói thiên chúng Đã tham dự pháp hội này ừ bách thiên vạn ức bất khả thuyết bất khả thuyết nhất thiết chư phật bồ tát khi pháp hội vừa mở đầu chúng ta đã nhìn thấy rồi pháp hội này vô cùng thuộc thắng tất cả chư phật mười phương ba đời đều đồng tham gia pháp hội này ở trong tất cả kinh đại thừa xưa nay chúng ta chưa từng nhìn thấy cảnh giới thù thắng như vậy hiếm có khi nào một lần giảng kinh mà có toàn bộ tất cả chư phật đều đến tham gia chưa từng nghe nói Trong Kinh Hoa Nghiêm nhìn thấy cảnh giới này Trong hội Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Di Đà Chúng ta cũng nhìn thấy cảnh giới này Nhưng không phải vừa mở đầu Là đã đến tham gia Trên Kinh Tịnh Độ Khi đến phần lưu thông Chư Phật Mười Phương Tán Tháng Mọi người đọc thấy trong Kinh Di Đà có sáu phương phật thế nhưng bản dịch của đại sư huyền trang là mười phương phật vậy là chứng tỏ bản dịch của đại sư la thập đã tỉnh lượt bớt tuy lượt bớt nhưng ý nghĩa vẫn là viên mãn hết thảy chư phật đồng tán thán nhưng không có nói rõ ràng như trên kinh này pháp hội vừa mở đầu thì chư phật như lai đã tham gia rồi Mãi cho đến khi Pháp hội kết thúc Đây là cuối Pháp hội rồi Chư Phật tham gia Pháp hội này Từ đầu đến cuối Chúng Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ Chúng Hộ Pháp đi theo Cùng với chư Phật đến nơi đây Kinh Hoa Nghiêm Nói rất nhiều Nói rất tỉ mỉ về số đại chúng này Nói mười loại đại chúng Tuy kinh này không có nói kỹ càng Nhưng ý nghĩa rất viên mãn Cũng giống như những gì Kinh Hoa Nghiêm nói vậy Ở trong đại pháp hội này Tái dĩ nhân thiên Chư chúng sanh đẳng Vị xuất tam giới Tài hóa trạch trung giả Phó chúc ư nhữ Chữ tái Và chữ tái mà chúng ta hiện nay dùng Ý nghĩa hoàn toàn giống nhau Thời xưa thường hay dùng cách viết này Chữ tái tức là Lại một lần nữa Phía trước đã căng dặn rồi hiện tại căn dặn lại một lần nữa do sợ bồ tát quên mất đi việc này nhân thiên chưa chúng sanh đây là chỉ chúng sanh trong lục đạo vị xuất tam giới là chuyên chỉ Tất cả chúng sanh trong lục đạo tai hóa trạch trung Nhà lửa là thí dụ Ở trong Kinh Pháp Hoa Phật nói Tam giới như nhà lửa Lửa là thí dụ cho phiền não Chỉ cần phiền não chưa dứt thì chắc chắn sẽ tạo tác nghiệp ác Nhân quả tuần hoàn Biển khổ vô biên Bạn tạo nhân ác cảm quả ác Khi thọ ác báo lại tạo nhân ác tiếp Thì vĩnh viễn không có ngày ra khỏi rồi Loại chúng sanh này là vô cục đáng thương Trên kinh Phật thường nói là Kẻ đáng thương xót Là đặc biệt chỉ chúng sanh trong lục đạo này Muốn đem trách nhiệm Đổ hết chúng sanh trong lục đạo này Giao cho Bồ Tát địa tạng Mà vì sao Phật không giao cho Bồ Tát khác vậy? Nguyên nhân này phân trước Đã nói qua với các vị rồi Địa tạng là đại biểu cho Pháp căn bản Pháp căn bản là hiếu thảo cha mẹ tôn kính sư trưởng Nếu như không thể Hiếu thảo cha mẹ Tôn kính sư trưởng Thì học bất kỳ pháp môn nào Cũng không thể làm được Cho nên người mà Đức Phật giao phó Chỉ có thể là Bồ Tát Địa Tạng Đạo lý là ở chỗ này Vô lịnh thị chư chúng sanh Đọa ác thú trung Nhất nhật nhất dạ Đây là Tâm bi của Thế Tôn Nhất định không muốn Nhìn thấy chúng sanh tạo ác nghiệp Đọa vào trong ba đường ác Bao lâu vậy? Nhất nhật nhất dạ Phật cũng không muốn nhìn thấy Chúng sanh đọa lạc vào tam độ Thật sự là tứ làm tứ chịu Tuy Phật có tâm từ bi Nhìn thấy họ như vậy cũng đành chịu thôi Tại vì sao lại có loại hiện tượng này Không chịu nghe chỉ dạy Không chịu nghe khuyên bảo Vậy thì có cách gì bây giờ chứ Phật khuyên chúng sanh Còn ma thì lừa gạt chúng sanh Đúng như câu nói Tất cả chúng sanh Thích nghe gạt chứ không thích nghe khuyên nếu đi theo ma Tùy vào ba đường ác Nếu đi theo Phật Mới có cơ hội ra khỏi tam giới Dù một ngày một đêm Phật cũng không muốn nhìn thấy Hà hướng cánh lạc Ngủ vô gián cập A tỳ địa ngục Động kinh Thiên vạn ức kiếp Vô hữu xuất kỳ đây là lời Phật nói tại nơi này Phật tuyệt đối không có nói lời hư dối Bạn xem thời gian đọa lạc vào trong địa ngục vô gián là dài bao nhiêu Thiên vạn ức kiếp Thời gian ở trong ba đường thiện không có dài được như vậy Mọi người đều biết tuổi thọ ở cõi trời phi tưởng phi phi tưởng cũng chỉ có tám dạng đại kiếp khi nhìn thấy như vậy chúng ta mới thực sự hiểu rõ chúng sanh trong lục đạo nếu như không thể ra khỏi tam giới thì chắc chắn thời gian ở trong ác đạo dài thời gian ở trong ba đường thiện rất ngắn ngủi đọa là vào trong địa ngục vô gián a tỳ là rất dễ dàng tạo tội nghiệp này đặc biệt là ở trong xã hội này hiện nay người không hiếu thảo cha mẹ hồng tôn kính sư trưởng phỉ bán tam bảo phá hòa hợp tăng đây đều là nghiệp nhân của vô gián của a tỳ chúng ta bình lặng quan sát xã hội này hiện nay có bao nhiêu người tạo tội nghiệp này chứ Tội ngũ nghiệp thập ác Mười nghiệp ác thì thân Tạo sát đạo dâm Khẩu nói dối Nói đôi chiều Nói thô ác Nói thiêu dệt Ý tham sân si Có người nào mà không tạo những nghiệp này chứ Tuy chúng ta học Phật hằng ngày lễ Phật hằng ngày tụng kinh Nếu như ba nghiệp Thân ngữ ý của chúng ta Vẫn bất thiện như cũ Thì vẫn phải bị đọa lạc Tuyệt đối không phải nói Người lễ Phật niệm Phật Thì không bị đọa ba đường ác Mọi người thử xem Phần cuối trong quyển niệm phật viên thông chương sớ sau lời pháp sư quang Đảnh đã nói một trăm loại quả báo của niệm phật một trăm loại quả báo khác nhau này điều thứ nhất là địa ngục tại vì sao người niệm phật bị rơi vào trong địa ngục vậy chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ Đây là lời người xưa nói Miễn niệm di đà tâm tán loạn Đau mờm rác hồng cũng chỉ uống công Trong tâm là ngũ nghịch thập ác Miễn niệm di đà có tác dụng gì chứ? Vẫn là phải bị đọa vào Địa ngục vô giác, địa ngục A tỳ đây là điều chúng ta phải biết phải cảnh giác một người thật sự muốn tu học phải hạ công phu từ trên tâm địa này đối với tất cả chúng sanh tuyệt đối không có ác ý sao gọi là ác ý bất kỳ ý nghĩ nào trong thập ác cũng là ác ý Tuyệt đối phải không có Không có ý nghĩ ngũ nghịch thập ác Thì chúng ta mới có thể giữ được thân người Niệm Phật cầu sanh tịnh độ mới có hy vọng rồi Sự việc này Tuy nói là khó Tuy nhiên người nào cũng có thể làm được Chứ không phải không làm được Nhà nho cũng dạy người ta Khắc niệm tác thánh Niệm là vọng niệm Chính là những ý nghĩ ngũ nghịch thập ác này Bạn khắc phục được ý nghĩ này rồi Thì bạn chính là thánh nhân Ở trong Phật pháp, khắc niệm là làm Phật. Chúng ta biết những thứ này là tập khí viền não từ vô thủy kiếp đến nay. Bởi vì thời gian của tập khí quá lâu. Có sức rất mạnh. Nó có thể khởi hiện hành bất cứ lúc nào Chúng ta rất muốn khắc phục nó Nhưng không khắc phục nổi rồi Cho nên Phật dạy chúng ta rất nhiều cách Là có đến 8 dạng 4 ngàn pháp môn Nhiều phương pháp như vậy, nhiều con đường như vậy Chẳng qua đều là biện pháp khắc phục tập khí vọng tưởng mà thôi Có rất nhiều phương pháp như vậy Nhưng đối với chúng ta mà nói Thượng tiện nhất Thù thắng nhất Dễ dàng nhất Không gì bằng niệm Phật Ý nghĩ vừa sinh Lập tức liền chuyển thành a di đà Phật Làm được như vậy gọi là công phu đắc lực Tuyệt đối không để cho niệm ác sanh khởi Niệm thứ nhất sanh lên Niệm thứ hai liền chuyển trở lại Vậy gọi là người niệm Phật Người này là biết niệm Phật Lâu ngày dài tháng công phu đắc lực Công phu đắc lực Thì những ý nghĩ lung tung Không thể khởi hiện hành hạt giống tập nghiệp hoàn toàn chưa có đoạn là do bạn công phu đắc lực nên vọng niệm không khởi hiện hành công phu như vậy trong pháp môn niệm phật gọi đó là công phu thành khối ý nghĩa của công phu thành khối là câu phật hiệu này thật sự có thể hàng phục được phiền não có thể khống chế được tập khí trên kinh phật nói có được công phu như vậy thì bạn chắc chắn được sanh tịnh độ vậy là đới nghiệp giảng sanh trên kinh tịnh độ Tuy nói có tứ độ tam bối cũ phẩm Chúng ta hiểu rõ rồi Không nên để tâm Đối với những sự việc này Biết rõ là trí huệ Không khởi phân biệt chấp trước Đó là công phu của bạn nếu như bạn chấp trước những thứ này từng chút thì phẩm vị của bạn sanh về thế giới tây phương cực là sẽ thấp tập khí phiền não của bạn vẫn rất nặng chúng ta biết có sự việc như vậy nhưng tuyệt đối không để nó ở trong tâm không khởi phân biệt không khởi chấp trước gì nó bạn xem tâm của bạn thanh tịnh biết bao tâm tịnh thì cõi phật tịnh phẩm vị giảng sanh của bạn sẽ cao đạo lý là ở chỗ này hướng hồ thế giới tây phương cực lạc là môi trường tu học đặc thù không giống như tất cả cõi nước chư phật mười phương tất cả cõi nước chư phật ở trên sự tướng thật sự là không bình đẳng thế nhưng thế giới tây phương cực lạc là pháp giới bình đẳng bồ tát ở cõi phàm thánh đồng cư độ cùng với bồ tát ở cõi thực báo trang nghiêm độ nghe kinh cùng với nhau điều này quả thật ở trên kinh chúng ta chưa từng nhìn thấy qua thế giới phương khác không có loại tình cảnh này vậy là chứng tỏ thế giới tây phương cực lạc là bình đẳng tuy có bốn cõi nhưng bốn cõi hợp chung lại với nhau bên trong không có ngăn ngại không có ngăn cách cũng không có chướng ngại bốn cõi hợp chung với nhau đây là cảnh giới không thể nghĩ bạc chư phật gọi là pháp khó tin chúng tôi giảng đến những chỗ này thường hay dùng một thí dụ đơn giản dễ hiểu để mọi người dễ nhận ra là giống như chúng ta đi học ở trường vậy Trường học thông thường Thì có lớp khác nhau Nhất định phải chia lớp ra để học Lớp 1 ở chung một phòng Lớp 2 thì học một phòng khác Lớp 3 lại ở vào một phòng khác Không giống nhau Tình hình ở thế giới cực lạc Rất là thù thắng Lớp mẫu giáo tiểu học cùng với tiến sĩ cùng học chung trong một giảng đường là giống như loại tình hình này vậy rất đặc biệt chưa nghe nói bao giờ các trình độ khác nhau đều cùng học chung với nhau đây là pháp giới bình đẳng trường học thông thường của chúng ta thì đại học với trung học tuyệt đối không học chung với nhau trung học và tiểu học cũng không học chung với nhau là không bình đẳng còn họ thì là bình đẳng tuy là bình đẳng nhưng trình độ của mỗi người quả thật khác nhau tuy dụ nói đều học chung với nhau trong một phòng học nhưng bồ tát cõi thực báo thấy báo thân của a di đà phật còn vàng thánh đồng cư độ nhìn thấy ứng thân của a di đà phật là khác nhau thấy tướng hảo quang minh của phật cũng không giống nhau nhưng ở cùng với nhau phật không có hiện ra hai tướng phật chỉ hiện một tướng do cách nhìn cảm nhận của mỗi người đều khác nhau nhưng chắc chắn là ở chung với nhau đây là cảnh giới không thể nghĩ bà cho nên chư phật khuyên chúng ta niệm a di đà phật vậy là rất có đạo lý khuyên chúng ta niệm a di đà phật là hết sức yêu thương bảo vệ rồi Đây mới là Pháp rốt ráo đích thực Lìa khổ rốt ráo Được vui rốt ráo Vậy mới thật sự là viên mãn Mời xem kinh văn dưới đây Địa tạng Đây là lại gọi Bồ Tát Địa tạng Hãy là gọi tên Thì chắc chắn có lời khai thị rất quan trọng Gọi tên là đặc biệt nhắc nhở Bồ Tát Thị Nam Diêm Phụ Đề Chúng Sanh Nam Diêm Phụ Đề chính là Chí địa cầu của chúng ta Phật xuất hiện ở khu vực này Là Ngài đặc biệt quan tâm chúng sanh Ở trong khu vực này Chí tánh vô định Tập ác giả đa Tướng phát thiện tâm Tu du tức thoái. Nhược ngộ ác duyên niệm niệm tăng trưởng. Sáu câu nói này là Phật đã chẩn đoán ra gốc bệnh của những chúng sanh ở trong thế giới của chúng ta rồi. Đây là gốc bệnh của chúng ta. chúng ta phải biết chí tánh vô định câu này là vô cùng quan trọng chí có thể nói là nguyện vọng của họ tánh có thể gọi nó là tính cách bất định là thay đổi quá nhanh nói thật ra là luôn luôn khác nhau phật bồ tát gặp phải chúng sanh này cũng khó độ chí tánh vô định là tâm tánh suy nghĩ tán loạn người bình thường chúng ta nói người này không có chủ ý không có lập trường Tập ác giả đa Tập là tập tánh Tập tánh ác nhiều Thiện ít Chúng ta xem thấy ở trong sách nhỏ Mạnh tử nói Tánh người vốn thiện Tương tự nói Tánh người vốn ác Hai vị này đều là hiền nhân Vì rốt cuộc Tánh người là thiện hay là ác Trong Phật Pháp nói Ác nhiều thiện ít cách nói của thánh nhân so với cách nói của họ thực sự là cao minh hơn một chút cách nói của khổng lão phu tử không giống như họ phu tử nói tánh tương cận tập tương viễn chữ tánh mà khổng tử nói là chân tánh chân tánh thì tất cả chúng sanh là như nhau không có khác biệt chân tâm bổn tánh tánh là giống nhau nhưng quân tập thành khác nhau là tập tánh cho nên chữ tánh mà khổng tử và mạnh tử nói là không phải chân như bổn tánh đó là tập tánh tập tánh ngày nay chúng ta gọi là thói quen tập quen thành tự nhiên Tập tánh không phải hình thành trong đời này Mà là đời đời kiếp kiếp Cho nên phiền não Nhà Phật nói là Câu sanh phiền não Bạn sanh ra đã mang theo phiền não rồi Chứ không phải bạn học ở trong đời này Là tập khí trong đời quá khứ của bạn Cái này gọi là tập tánh Tập tánh thì chắc chắn là ác nhiều thiện ít Các vị đọc qua Bách Pháp Minh Môn Luận Trong Bách Pháp nói cho chúng ta biết phiền não Tâm sở phiền não có hai bi sáu tâm Nói cho chúng ta biết Tâm sở thiện chỉ có mười một tâm Bạn xem cái nào nhiều 11 tâm sở thiện 26 tâm sở ác Là ác nhiều Thiện ít rồi Huống hồ Sức của ác là rất mạnh mẽ Còn sức của thiện thì quá yếu ớt Cho nên hầu hết mọi người Gặp phải thiện pháp Túng pháp thiện tâm Tu du tức thoái Rất khó giữ được Gặp phải pháp ác thì họ niệm niệm tăng trưởng Chúng ta phải biết được đạo lý này Gặp phải thiện pháp Tâm sở thiện có ít Sức rất yếu ớt Không dễ gì giữ được Tại vì sao gặp ác pháp Họ liền tăng trưởng Vì tâm sở ác quá nhiều Rất là mạnh mẽ từ đó cho thấy Chúng ta nhìn thấy rất nhiều người Có cơ hội tiếp xúc được Phật Pháp Họ thấy hay Cũng đến nghe kinh Cũng đến niệm Phật Nhưng không bao lâu là nghe nói Họ đi học ngoại đạo Đi học Pháp môn khác rồi Nguyên nhân gì vậy? Đạo lý là ở chỗ này Tuy có cơ hội tiếp xúc được thiện pháp Thế nhưng thiện căn của họ yếu ớt Không thể duy trì dài lâu Nhất định sẽ thối chuyển Chúng ta nhìn thấy hiện tượng này Biết được hiện tượng này là bình thường nếu như họ tiếp xúc thiện pháp mà không thói chuyển đó là người không phải tầm thường thật sự là trong ngàn vạn người khó có được một vài người như vậy họ có thể không thói chuyển gặp phải ác duyên họ không bị tăng trưởng gặp được thiện duyên họ sẽ tăng trưởng chúng ta mới biết Loại người này thiên căn sâu dày Loại người này chúng ta có thể tưởng tượng được Trong một đời họ nhất định sẽ thành tựu Cho nên sáu câu nói này Thế Tùng Đối với chúng sanh cõi diêm phụ đề Kể cả chúng ta ở trong đó Ngài đã đưa ra lời chẩn đoán chung Chúng ta tự chính mình Phải có tính cảnh giác cao độ Thực sự phải học Bồ Tát Pháp Tạng Chúng ta phải trụ chân thật huệ trụ chân thật huệ thì chí tánh liền định ngay nếu như không trụ chân thật huệ thì chí tánh làm sao mà định được chứ cho nên người bình thường hay thay đổi thì không có gì là lạ chí tánh họ bất định mà chỉ có trụ chân thật huệ Thật sự biết tu hành Đúng như đã dạy Quyết định xa lìa Danh vọng lợi dưỡng Ngũ dục lục trần của thế gian Thì chúng ta mới có thể Bảo đảm trong đời này nhất định sẽ được thành tựu pháp thế gian có thể ảnh hưởng có thể cám dỗ người ta chúng ta phải biết rõ phải sáng tỏ Phải thấy rõ ràng Đâu là chân vọng Hư thực Thiện ác Thị phi lợi hại Mọi thứ đều có thể phân biệt rõ ràng Thì tự chính mình sẽ biết rõ Cần phải đi theo con đường nào cẩn dịch ban biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a móc gmail com người đọc hạnh quan nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệp phước sanh tóc xả mê đồ tảo đăng phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật